bay tự tuôn ban video thay thay xuống chốt subscribe rút chốt xin nhà rút cân đằng sớm ở cồn Snoopy Channel Mr. Alex Official hạt vai ban manu cho chất này dạy đam kê mà lại bà ai lấy dân dạy về hạt phò sân thà pro sân bà đam kê nu chị đam bật bạc cọt hai pro sân bà dân đằng rương nu bật bạc cọt hai pro sân bà rương đam nu chị rương đại miên bạc giàu à nâng dân cua dọc mọc này dạy tử nơi pê đam manu tờ xua Socrat tờ tu toa Socrat từ dốc rương ạc rõ, rương môi chùm nuôn rồi bỏ nẹ đợt tây tên trong Prap Socrat. Socrat xua bây xùm nuôn tạ lọc màu vinh sân. Tì mùi, ta rương nông chìa rương bất bà cót rửa ọt. Tì bì, xua thà ta nẹ ánh đăng rương nông bất bà cót cho bà loa rửa ọt. Hai tì bây, ta rương nông nị dây tấu vì miên bà gió cho rửa ọt. Bà mặt bàn bằng pinh lạc khăn bằng năng tế. Công dốc rương nâng mơ này dây prap nhóm ấy, nhóm mình chọn đăng mình chọn lưu tế. Chẳng dạng nào mình, dân có trời tế, cua kết rưu cua quap bay thư bạp nâng đài, quap bay thư thả. Pro sân bà rương nâng chỉ rương bất bạc cọt. Hai dân bàn đăng rương nâng rương bất bạc cọt. Hai ca này dây tới, chỉ ca này dây để thư ở các nơi bà giáo nông xung cùng. Anh đang dân này dây tới, bì pru rô ngay ní, nhẹ đây này dây đám kê chả ná. Nè xa bò miên, cứ sao chiều đam kê đam bay này dây. Nè bò vọt xa, sao chiều đam kê mọc này dây. Nè chùm nuôn xem xinh, có sao chiều đam nè chùm nuôn môn môn mọc này dây. Nè nipôn, có chỉ nè đá sao chiều rương đam kê mọc này dây. Nè bản đồ bản ál, có chỉ nè đá sao chiều rương đam kê mọc này dây. Bọn ta bờ ca này dây ní, chia ca này dây, nông nây mùi. Chỉ ca này dây đam kê khó bị ca bất. Chỉ ca này dây khó bị ca bất. Rương nâng rương mình bất. Khluôn đơn mình bất. Hai việc mình bảo giáo. Việc con tài cát lãng bị chất tròn nàn chân ni. Rư có chất khăn. Rư có chất cung cuôn. Chẳng ca này dây bạp ni ạc rõ ạc rây na. Hai mà nụ đa này dây đam kê bạp ni. Cứ chia mà nụ cùng rụa chế ti bòm phót. Chia mà nụ cùng rụa hai. Chia mà nụ. Đại miên chất cho nên chân này chẳng ai kê ăn rai. Chẳng ai nè sọc nè phùm. Chẳng ai mà hai chân sọc kê. Chẳng xua thả chất đen này dây bạp này. Chia chất giang mêch. Chia chất tôn trìa. Chia chất tôn sau. Chia chất ác rõ. Chia chất áp và mẹng côn. Hai có bằng chất thả. Khua cơ ba rồi bác luôn nâng cư chìa khua cơ ba. Đó sẽ là ngôn chìa tì bóng phốt. Đại mình dô thả. Cá bất ai thật thế. Ấy là dân chân này dây bay bà phù mọt cả đời. Dân chân này dây bà khôi kê. Dân chân này anh kê. Chân bà khôi kê. Chân bay bà phù mọt cả đời. Có ca bất vì nơi ta chỉ ca bất. Dân ách nâng ăn miên ca nghe thơ. Hai miên pê và lia. Đá này dây đam kê. Này dây bình chất bình chiêng. Đá kê màn ách chạp cầm hoa bán. Kê màn ách bắt đăng bán. Kê màn ách đá tổ bán. Dân ách phơ bạp nâng. Bởi dân chìm nụ cùm ruộng. Bọn ta, ca bất cứ nơi ta chỉ ca bất. Hai, nẹ nâng ạc dụng bị ca bất. Nế dây bạch bà phù mọt cao ná, nâng khai tự chê chôn ả mạc, cao nô vinh. Bị bồn bằng phơ ca bất. Bởi dân tha mà nâng ạc rõ. Anh chẳng bởi mà nâng ạc rõ rưu mân ạc rõ cơ đói. Vì công ta bê và liệu bằng hai anh tha mà nâng ạc rõ rưu mân ạc rõ. Châu bởi dân này dây tha mà nâng ạc rõ. Ta, ca sao chưa bà vọt bị đau máu. Dương mình ảm mà, dương mình khám mạc kê. Hãy bỏ sân bờ ca thôi mọt bay trên này dây thá. Chồng chú mua, chồng mà sai thà nó bảo kê với anh kê bà đăng. À nâng mình miền tô, à nâng mình mọt trầy cập liền. Mình ngọp để xa mọt. Chồng nói môi tiệt, bà dương này dây đám kê. Đòi mua bằng cách, đòi ca chân này. Chân này nít sọp, đây là chỉ rương mình bật. Rương nâng cứ chỉ rương bật đật. Dương ách này dây bàn. Dương ách này dây bàn, bàn tay viêm mình bàn bằng chlo bằng trang ổng p ca bất rộ bó nẹ đầy dương trơ nì dây nụ tê. Rư mình bán chlo bánh chăng bì ca bất rộ bó nẹ đáy dương còn bông tay nì dây nụ tê. Bọn tay vì chlo bánh chăng ca bất ông bì sẵn đá đó còn rụa rộ bó luôn đáy chỉ nẹ nì dây nì tờ vinh. Nẹ là rộp án kìa, rộp án kìa anh chăng tư. Miên ca tỏa ấy mối khuôn ai khó xó nì dây kìa cọ. Tờ bông nó tha kì lọ, tờ xa kì lọ, đó là tờ bêl bay kìa tha kìa cọ. Hãy mình vô thật luôn anh miên cũng hỏi. Chẳng vì chỗ bánh chăng bị ấy.
ពីទង្វើរបស់ខ្លួនឯងនេះឆ្លប់បញ្ចាំងចុចចិត្តគំនិតខ្លួនឯងមិនមែនឆ្លប់បញ្ចាំងពីអ្វីដែលអ្នកដែលត្រូវបានគេនិយាយនោះទេគឺឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីខ្លួនឯងដែលជាអ្នកនិយាយដើមគេហ្នឹងចំណុចមួយទៀតនៅពេលដែលយើងនិយាយដើមគេស្មានតែគេអត់មាត់វិញមែនទេស្មានតែគេអត់មាត់វិញគេអាចនិយាយបានបើយើងវាយប្រហារគេក៏គេអាចវាយប្រហារវិញបានឲ្យតែរស់នៅក្នុងសង្គមយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចគេក៏ធ្វើបែបហ្នឹងវិញហើយបើគេឆ្លាតជាងយើងគេធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់ទៀតគេអាចនឹងបន្លាយខ្សែឲ្យវែងដើម្បីចាប់វាឲ្យជាប់ជួនកាលគេអត់មាត់អត់កោទេយើងនិយាយចេះតែនិយាយប្រឆិតប្រឈៀងគេដុកគេដុតចុះឡើងចុះឡើងមានកំហឹងនិយាយអត់ចេះខ្ទប់មាត់តែគេចាប់បានវិញងាប់ណាអញ្ចឹងយើងនិយាយអ្វីក៏ដោយយើងត្រូវគិតណាត្រូវគិតចំណុចទាំង3ដូចដែលសូក្រាតលើកមកនិយាយអញ្ចឹងតើរឿងនោះជារឿងពិតទេទី1តើយើងបានដឹងរឿងនឹងច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដទេទី2ទី3តើរឿងដែលយើងនិយាយទៅនឹងវាមានប្រយោជន៍ទេបើអត់មានប្រយោជន៍ហើយបើលក្ខខណ្ឌទាំង3ហ្នឹងវាអត់បានបំពេញមានន័យថាខ្លួនឯងនេះអាក្រក់អាក្រៃណានិយាយដើមគេនឹងនិយាយដើមវិញបើយើងចង់ឲ្យគេនិយាយល្អអំពីយើងចូលយើងនិយាយអំពីល្អពីគេទៅបើយើងយ៉ាងហោចណាស់និយាយការពិតក៏គេមិនហ៊ាននឹងធ្វើអ្វីមកយើងវិញដែរតែបើយើងនិយាយមិនពិតគឺយើងថោកខ្លួនឯងនិយាយមិនពិតមានន័យថាយើងប្រឌិតរឿងដើម្បីនិយាយមានមិនពិតមានន័យថាយើងពន្លើសរឿងក្នុងការនិយាយក្នុងចេតនាចង់ឲ្យមានការស្អប់ចង់ឲ្យមានការបំផុសបំផុលចង់ឲ្យមានការញុះញង់ជាចិត្តច្រណែនជាចិត្តអាក្រក់ជាចិត្តចង្រៃហើយយើងមើលសន្តានរបស់មនុស្សដែលនិយាយដើមគេនឹងទៅសន្តានរបស់មនុស្សដែលនិយាយដើមគេនឹងវានិយាយក្នុងចេតនាអ្វីនិយាយក្នុងចេតនាល្អឬក៏និយាយក្នុងចេតនាអាក្រក់ចឹងមានតែម្ចាស់ខ្លួនគេទេដែលគេដឹងការពិតអំពីខ្លួនគេហើយយើងក៏គ្មានសិទ្ធិអីទៅបកស្រាយរឿងរបស់គេដែរពីព្រោះតែរឿងរបស់យើងខ្លួនឯងនេះយើងអត់ទាំងដឹងផងចំណុចមួយទៀតនៅពេលដែលនិយាយវាមានការតតាំងដោយផ្ទាល់ក្តីតតាំងដោយប្រយោលក្តីវាកើតទៅជាចំនួនពេលដែលកើតទៅជាចំនួននោះនឹងមានបញ្ហាណានៅពេលដែលកើតទៅជាចំនួនយើងដឹងហើយនាំមកនៅអន្តរាយអាហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាសំសំលុយបានលុយសំសំសុកបានសុកសំសំរឿងបានរឿងសំសំទុកបានទុកសំសំឆ្លោះគឺបានឆ្លោះបានឆ្លោះគឺបានអន្តរាយសរុបមកវិញគឺសារសម្រាប់អ្នកដែលនិយាយដើមគេក្នុងចេតនាមិនល្អក្នុងចេតនាច្រណែនឈ្នានីក្នុងចេតនាអាក្រក់គំរូខ្លួនឯងនោះគួរតែឈប់ហើយបើមិនឈប់អានឹងរងចាំទទួលនៅទង្វើដែលខ្លួនបាននិយាយទៅពីព្រោះអ្វីដែលខ្លួនបាននិយាយហ្នឹងក៏វាជាទង្វើមួយដែរតាមច្បាប់បរិហាគេក៏វាខុសតាមច្បាប់ធម្មជាតិក៏វាមានបាបកម្មណាហើយការពិតគឺនៅតែជាការពិតយើងនិយាយលះហែកមាត់ទៀតក៏វានៅតែជាការពិតហើយដល់ពេលការពិតចេញមកយើងនឹងអ្នកនិយាយដើមគេនឹងយ៉ាងម៉េចរងភាពអាម៉ាស់សោះសាយពេញនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនសួរថាហេតុអ្វីបានមនុស្សនិយាយដើមគេពីព្រោះច្រណែនឈ្នានីនេះប្រសិនបើការនិយាយក្នុងចេតនាអាក្រក់តែបើអ្នកនិយាយក្នុងចេតនាល្អនិយាយរឿងពិតរឿងដែលបានដឹងដោយពិតរឿងដែលមានប្រយោជន៍ការនិយាយបែបនេះអត់អាក្រក់ទេតែបើមិនចូលលក្ខខណ្ឌនឹងទេការនិយាយបែបនេះបង្ហាញថាខ្លួនកំពុងតែច្នែនហើយចង់ឲ្យគេវិនិច្ឆ័យអន្តរាយហើយក៏កំពុងតែល្ងង់ថាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអន្តរាយគឺកើតឡើងអំពីការធ្វើអាក្រក់និយាយអាក្រក់របស់យើងនឹងអញ្ចឹងបើយើងមកខូចគេនិយាយដើមគេមិនពិតប្រាកដមានន័យថាយើងកំពុងធ្វើអាក្រក់ហើយបើយើងកំពុងធ្វើអាក្រក់លទ្ធផលនៃទង្វើអាក្រក់គឺផលអាក្រក់គឺវិនិច្ឆ័យអន្តរាយបាទលោកអ្នកយល់ថាមានប្រយោជន៍ជួយ share បើមានសំណួរចូល comment បើចង់រៀន call 017 3037